Con khẩn khoản sư phụ một điều, giống như sư phụ vừa mới nói trong cuộc đấu tranh toàn xã, thì con khẩn khoản sư phụ một điều, vùng Đông Bắc của con, nếu anh Niệm vẫn là một người chiến sĩ từ chiến đấu từ thời Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ tự do Tổ quốc, và sau đó thì cũng là những người chiến sĩ, con phải nói là chiến sĩ đơn phương chống lại tất cả để bảo vệ ngôi chùa Bồ Đề, và cũng như tất cả về vấn đề của những tay cộng sản và chiến đấu, như là con nói là vị thầy Thích Trấn Lạc đã từng cướp chùa Bồ Đề, và sau khi cái này con công khai hóa, tại vì đó là nó có tài liệu, nó có hồ sơ, đó là bạch quá rõ ràng. Thầy Thích Trấn Lạc cướp chùa, tư thông với một vị trong chùa đã sang tên lại toàn bộ chùa Bồ Đề, tức là sắp mất rồi đó. Dạ, đã mất rồi, đã mất rồi, tên chính thức vào tay của Thích Trấn Lạc. Chính là, và thầy đã cử các tăng của thầy về chiếm đóng chùa, có nghĩa là cho phép ai vào được vào, cho phép không cho vào được vào, nó còn nhiều lời rõ ràng lắm sư phụ. Và các vũ cốt quăng ra ngoài hết. Thì sau khi đó anh Niệm ảnh vô tình ảnh thấy được, và mới lật lại lắc cờ, lật lại thế cờ lại, và cái sự kiện tụng này rất tốn kém thời gian và tốn kém rất nhiều tiền sư phụ, và không phải nói công sức của anh bỏ ra cực kỳ khó khăn. Thì như sư phụ biết, cái thai phụ đã chuyển rồi hợp pháp, mà bây giờ chuyển lại từ đầu với một lý do đơn giản không chứng minh được, và sau đó thì sự hộ pháp đã đồng ý, và thành phố đồng ý chuyển tên lại cho chùa. Thì cái đó là một cái con nghĩ là một chiến công của anh đơn phương. Nếu không ngôi chùa đó là mất rồi, phải không? Dạ vâng. Dạ. Rồi con nghĩ là giấc mơ của anh đó, thì sư phụ biết, thì con nghĩ là một cái anh một cái nhiệm màu anh đi đến và cũng muốn tham dự và trở thành một sa di Bồ Tát với sư phụ, nhưng mà trong một lúc ma vương hoặc là một gì đó làm cho kéo anh ra, thì con nghĩ là một điều sự hối tiếc mà trong một phát đàn này anh đã bỏ công thời gian tới để tham dự và rất hoàn mãn, thì con kính sư phụ và cùng đại chúng xin sư phụ trong khoảng mỗi lần từ bi cho phép anh được thọ đại giới trong ngày hôm nay. Anh gì là Phật, con kính sư phụ. Rồi tôi mời bác Trần Quán Niệm vô đây, tôi nghe tôi nói chuyện này. Ông mời ông vô đi. Dạ. Lấy cái ghế cho bác ngồi, cho bác lớn tuổi rồi, cho bác ngồi đầu đi, bác ngồi đầu được, bác ngồi đó đi. Ngồi đấy, tôi sẽ hỏi bác trước, rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Bác ngồi đi. À, cho cái ghế trong quay mặt ra đi. Đó, mời bác ngồi đây, để tôi nói chuyện trước, rồi tôi sẽ quyết định sau. Bác mình quay xuống dưới đi. Bác cứ cầm microphone để nghe thầy hỏi. Cái lo lắng của bác Trần Quán Niệm, 80 mấy tuổi rồi, mà giờ này vẫn phải đứng trong cái bò người chủ tịch của cái ban điều hành chùa Bồ Đề tại thành phố Philadelphia. Và cái trăn trở đó là chùa đó đã trạc cát ốp lâu rồi, mà cái chùa đó là cái ngôi chùa nó rẻ lắm, mà bây giờ đó là cái khu đó là khu đất vàng, tất cả những công ty mà đầu tư địa ốc họ đều offer mua, là họ đặt ra họ xây những cái building để mà họ kiếm tiền hàng triệu đô la, mà chỉ cần bán thế nào, bán chùa bán thì con không biết đâu, mấy người trong bo họ cấu kết với nhau, họ bán cho tới khi mà công ty nó lại nó đuổi ra, là cho cốt Phật để dục ra bằng chứng ở tại thành phố đó có những ngôi chùa, mấy ông thầy cũng bán đi rồi, thì mà thấy Phật dục ra đường, cho cốt dục ra đường thì tri nó đi lộn, nó có chạy xảy ra chuyện bán chùa chưa, trên mấy lóc đường. Thành ổng cứ lo, ông hỏi hoài à, làm sao để mà bảo vệ khi ông nằm xuống. Tại vì ở trong bo đó bây giờ có nhiều người rồi, là sao? Họ có nhiều cách bán. Thứ nhất là lấy equity chùa để cầm, họ không có bán. Nhưng mà cái chùa đó trị giá 10 triệu, thì họ đi từ nhà băng để tao cầm mày 8 triệu. Mày giữ tay tổ, mày giữ cái này mà tao không trả. Thì tụi con thấy chùa vẫn sinh hoạt. Họ cứ mất phim, mất rồi âm thầm, họ rút lui thì mất không cái gì? Mất. Đó là một cách bán chùa rất là khéo, đúng không quý vị? À, nhưng bây giờ ở trong cái tràng A Di Đà thầy không có đứng tên nè, rồi trong đó là Thiện Hội nè, Hồng Đức nè, thấy không, Liễu Tịnh nè,
thầy Thiện Nhân nó âm thầm ra nhà ban ký, chúng tôi muốn lo thế chấp cái tài sản này, nó đợi nó cho appraisal 10 triệu mà mượn 8 triệu cho không? Cho. Thì vẫn sinh hoạt bình thường rồi á. Lúc đó là thầy Đại Nhân về Hơn Tinh Vích mua một căn, cô Hồng Đức mua một căn gần chỗ Thiện Hội, rồi mua xong rồi tự động tới ngày nó đuổi cái bà già ra, thì chuyện nó rồi rồi, thấy không? Bán rất là dễ. Mà làm sao để bảo vệ? Bây giờ ông muốn bảo vệ đó, tụi con đố tụi con có cái tư tưởng nào để? Bây giờ tôi hỏi ông nè, khi mà ông còn sống đây, thì chùa Bồ Đề là do ông, cái tuổi trong bo nó rủ ông, nó không thể nào lung lay được hết. Vì ông có cái kinh nghiệm xương máu với ông Thích Chánh Lạc rồi. Và bây giờ đó, ông còn khỏe mạnh, nhưng mà ngày nay ông khỏe, ngày mai chưa chắc khỏe. Chùa Bồ Đề mong manh trước gió, và con người ta chưa chứng quả thì người ta sẽ có cái lòng tham. Cái chùa Bồ Đề bây giờ trị giá mấy triệu đô la vậy, nếu mà bán mấy triệu đô la sẽ bán được liền. Dạ, chùa Bồ Đề thì investor là những người đầu tư đó, họ đến họ mua thì khoảng 2 triệu mấy. Thì có cái anh ở bên cạnh là cái anh cái tiệm grocery, nó muốn mua lại cái chùa để nó đập đi, nó xây một cái building 7 tầng để có thuê, là vì về địa ốc ở Philadelphia dở đó. Nó bảo là anh, nếu anh muốn bán, người ta trả 1, tôi trả dưới, người ta trả 3 triệu, tôi trả 4 triệu dưới. Rồi, cái kế hoạch mà nếu mà bắt lỡ, bắt ngày mai, bắt không còn nữa, thì làm sao bảo vệ chùa Bồ Đề xương máu của bao nhiêu Phật tử? Rất nhiều vị tăng lại đó rồi, kêu là du tăng, chùa không có thể trụ trì. Sư phụ cũng từng đến đó như một du tăng, đến để hoằng pháp rồi vậy. Và ông nào lại cũng đòi là hỏi chùa đã ốp chưa, và ông nào cũng muốn là ông sang tên cho cái thầy đó. Chỉ có tôi là không bao giờ hỏi ông cái chuyện đó, mà xin lỗi cho tôi mà không nhận nữa, bất chịu lợi. Nhưng mà rồi đó, ông nằm xuống rồi làm sao, kế hoạch nào để bảo vệ ngôi chùa đó không rơi rơi vào tay quốc danh, không rơi vào tay những Phật tử mượn đạo tạo đời? Ông nói tôi nghe coi, kế hoạch nào? Thưa kính bạch sư phụ và đại chúng, thì đây là cái điều mà chúng con đã lo lắng, không phải bây giờ mới lo lắng, 4-5 năm nay rồi. Sau cái vụ mà đại chánh lạc cướp chùa, rồi sau đó là càng ngày giá chùa càng lên nhiều, thì chúng con nghĩ là một ngày nào đó có một vị, những vị sư nào tới cũng là đề nghị, nếu mà sang tên cho tôi thì tôi mới làm chủ trì, mà không tôi không ngại. Thì còn nếu mà trường hợp mà bây giờ, ngay bây giờ, thì cái ban trị sự cũng rất là lỏng lẻo, ngoài chúng con ra rất là chặt chẽ với một vài quý vị như là Tý, như là Triển, một vài anh nữa thì có đạo tâm, còn ban kia họ đâm sâu lớn, họ luôn luôn cái sóng ngầm nó nổi lên là chùa, mặc dù chùa tưởng là bình nhân thanh tịnh, cái mỗi lần họp hành sóng ngầm nổi lên. Thì chúng con mới bảo là nếu mà trường hợp mà chúng con mất đi rồi, không mà hay là một người khác, họ hôm nọ họ đã vận động bằng mọi giá họ bầu ở đây là hội trưởng, chứ cái hệ thống của chúng con là cứ 2 năm phải bầu một lần, không có phải là 4 năm mà 2 năm. Thì họ đã vận động, họ nói là rất là đạo đức, ông Trần Quán Điểm ông già rồi, ông yếu rồi, thì chúng tôi là những người trẻ tuổi giúp ông ấy, để ông từng bằng 10 mấy năm mới khổ rồi, thì bầu cho tôi, chúng tôi là tuổi trẻ, chúng tôi sẽ làm. Thưa quý vị, đây những cái điều con nói thì có đạo hữu Chuyển nguyên ký VT để biết. Thì cái câu đó nghe rất hợp lý, ông ấy già rồi thì tuổi trẻ mọc lên thì phải bầu cho họ, nhưng mà không là họ là những cái thành phần từ trước giờ chỉ có phá hoại thôi. Con làm cái điều gì họ cũng chống đối cho bằng được, nếu con ở đó không vững tay thì chắc chắn là không thể nào mà chủ được gần 14 năm nay. Thành như bây giờ chúng con nói dài dòng như vậy, bây giờ chúng con mới bảo như vậy làm sao mình giữ được cái chùa, nếu mà chúng tin tưởng xây dựng nó tới làm sao. Thì đang nghĩ điều này có Chuyển MT đều biết cả, đây có Chuyển thì đã mới đầu là nhờ luật sư, còn chính con đích cái đơn luật sư làm cái trust fund để cho một số các Phật tử thuần thành
là quản trị cái chùa đó, vì cái ban là trị sự, nếu họ có bầu được lên thì không bán được. Nhưng mà từ ngày đó tôi gặp trở ngại rất nhiều về vấn đề mà luật sư ở dưới tờ làm mãi không xong, mà bảo là không thể được, cái này là cái chùa thì ai làm hội trưởng thì người đó có quyền bán. Thì kể cả là chị Thiện, Thiện có người em rể làm luật sư thì cũng chưa thấy đâu cả. Thì bây giờ chúng con muốn bây giờ càng ngày càng thời gian càng thấy gần thì không hiểu là sẽ làm sao. Con chúng con xin dừng là cho sự hồi trước là xin kính trẻ trao cho con. Chúng con muốn nhập vào hệ thống tập nguyên, và là bây giờ thì muốn mà nhập vào một cái hệ thống khác. Thì sư phụ có những cao kiến gì thì chuyện nói là sư phụ đã từng gặp những cảnh như vậy. Thì sư phụ, tôi biết ở trong này đó, quý vị biết cái luật của nông rồ phết một cái chùa đó, là mỗi như ở đây mỗi một năm á, thì trong cái bon mình có update người mới hay gì đó thì là một cái minute meeting, rồi báo lên đó là nó sẽ đổi tên cái người hội trưởng. Mà người hội trưởng là có quyền ký giấy lấy tiền trong nhà băng, người hội trưởng có quyền mượn lo bán chùa mọi hình thức, thấy không? Thì không phải một công ty tư nhân để mà trust fund hay gì hết. Thì bây giờ đó, để bảo vệ một ngôi tam bảo như vậy, tại sao ông còn sống tới giờ này? Tại vì ông là một người cựu trung tá Việt Nam Cộng Hòa của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và ông là cái người hoạt động hội đoàn, ông có hậu thuẫn của những cái lực lượng chống cộng ở tại Philadelphia, cho nên ông vẫn nhờ cái kêu là cái lực mà nó vững chắc cho riêng đức ông chưa bao giờ về Việt Nam. Và ông là một chiến sĩ chiến đấu liên tục, cho nên nó không giật được. Cho nên bây giờ cái tốt nhất đó, là bây giờ đó tôi sẽ cho ông làm Sa Di Bồ Tát, nhưng mà không có bắt ông phải cạo đầu. Bồ Tát là giác hữu tình, Bồ Tát là phục vụ chúng sanh. Đức Quan Thế Bồ Tát có cạo đầu không quý vị? Không cạo đầu, nhưng mà tỳ kheo thì phải cạo đầu. Khi mà tôi nhận ông một cái giới luật, hôm nay tôi cấp cho một cái giấy đàng hoàng luôn, ký luôn ngày đó kể từ ngày hôm nay. Tôi không có lấy cái chùa đó đâu, nhưng mà ông là một người Sa Di Bồ Tát. Khi mà ông qua đời, tôi tuyên bố luôn đây là một cái tài liệu, đây là một cái băng, giống như minute meeting video là bằng chứng với luật sư. Sau này những cái bo sau này mà họ vào, họ vẫn đi theo cái đường của Trần Quán Niệm, vẫn duy trì ngôi chùa đó làm nơi để tu học cho Phật tử, thì vẫn tiếp tục ủng hộ cúng dường. Mà một ngày nào Hồng Triển nó báo là chùa này bây giờ người ta đã làm như vậy, thì tôi dùng cái uy tín, cái lực lượng hậu thuẫn của tôi và 5-10 ngàn đệ tử của tôi để bảo vệ ngôi chùa đó. Được không quý vị? Tôi chấp cho một cái giấy là ông là cầu cứu với tôi vì bảo vệ. Mà tài sản của Tam Bảo là tài sản của 10 phương tăng, mà chủ trương của tôi không bao giờ là đứng tay tù của tôi, được không đứng tay tù cái chùa đó, nhưng mà dùng uy tín và ảnh hưởng để bảo vệ ngôi chùa. Đây là bằng chứng rõ ràng. Trần Quán Niệm ông đến đây ông làm Sa Di Bồ Tát, những người khác làm Sa Di Bồ Tát là để nuôi con nuôi chồng với là vợ anh hùng. Sa Di Bồ Tát như mẹ của ông Tệ Đàn tại gì đó để toàn là để bảo vệ con đừng hút sách. Còn ông là Sa Di Bồ Tát để bảo vệ một ngôi chùa cho Phật tử tu mà không bị ma tăng hay là những thành phần mà cư sĩ mà muốn đạo tạo đời đó bị bắt. Với cái lực lượng mà chân chính của cái hệ thống này tại Hoa Kỳ thì tụi nào nó muốn làm cái đó nó cũng ớn rồi, phải không? Muốn đấu luật sư để bảo vệ, tôi xin mỗi đứa cho tôi 500 đồng trong 5.000 đứa được bao nhiêu tiền, mở một cái account để mà pháp lý bảo vệ chùa này được không? Lực lượng này đủ sức để đánh. Tôi cần mỗi người 1.000 đồng, tôi nhân lên 1.000 người được nhiêu quý vị? 1 triệu. 3.000 người tôi có 3 triệu rồi. Luật sư muốn nói chuyện có cả khao 3 triệu nè. Thì tụi kia có nước mà ra tòa, mà ra tòa thua là đền hết, mỗi đứa được chia lời.
bỏ ngàn được lợi ngàn, tỷ lệ là 100%. Nhưng mà yên chí đi, ông làm Sa Di Bồ Tát, ngày nay là bằng chứng rõ ràng, có thể đưa cái gọn này ra cho nói nè, ông là cầu cứu tôi. Cầu cứu tôi không phải là dân chùa cho tôi chỉ nhận trên tinh thần tôi là bảo vệ tam bảo. Chùa là của 10%, chùa không có ông thầy nào hết, chùa là của đại chúng. Mấy thầy chùa làm gì có tiền hả? Cắt ái ly gia rồi không đi làm tiền đâu mà có. Cho nên tôi nói cơ sở nào cũng của đại chúng cho nên của tôi. Cho nên bữa nay ông tôi sẽ cấp cho một cái giấy đặc biệt, ký vào đó kể từ ngày hôm nay tôi phải bảo vệ ngôi già lam của đệ tử tôi, mà người này bảo vệ cho dòng Phật tử dùng Philadelphia. Nếu xảy ra cái sự cấp chùa tranh chấp, chúng tôi sẽ nhảy vô can thiệp, mà không phải cho tôi, mà cho Phật tử đã đóng góp công sức tài chánh cho dùng Philadelphia. Thì khi mà thí chủ nó có giả tâm mà nó thấy tôi đứng ra là nó bắt đầu nó ớn rồi. Vì tôi có một cái lực lượng đại chúng rất là mạnh tại đây bảo vệ chánh pháp, được chưa? Thôi thôi khỏi khỏi. Như vậy là đây là cái băng này nó xanh, sau này mà muốn làm ra tòa gì đây, cái băng này nè, với sự chứng minh của 300 người trong pháp hội này nè. Bữa nay ngày 22 tháng 7 năm 2023 tôi chính thức nhận ông Trần Quán Niệm, chủ tịch hội Bồ Đề, là đệ tử Sa Di Bồ Tát của tôi, và tôi có bổn phận bảo vệ cái ngôi già lam đó trên cái tinh thần của Đức Phật. Không gì đứng chùa tôi không đứng, nhưng mà sau này ai có giả tâm muốn chiếm ngôi chùa đó để làm tài sản riêng, tôi yêu cầu Phật tử nghe cái băng này ở Âu Châu, ở Úc Châu hãy đứng sau lưng tôi để bảo vệ ngôi chùa này của Việt Nam Cộng Hòa và không rơi vào tay quốc dân ma tăng. Như thế là đủ rồi đó. Với một cái lực lượng chữ ký của chúng ta, tôi cần 3.000 chữ ký, 4.000 chữ ký để ra bảo vệ ngôi chùa, thì ra là các ông tòa biết ai đúng ai sai rồi, nương vào đâu. Ông là đương kim hội trưởng chùa đời, tới bây giờ ngày 22 tháng 7 2013, ông dần còn là áp tiền điêu tiền hợp pháp không quý vị? Đây giống như là minute meeting trong một pháp hội đầy đủ. Ông cầu cứu tôi, không muốn xảy ra chuyện Thích Chánh Lạc cấp chùa một lần thứ hai, không thể là chuyện cái ban quản trị chùa cấp nữa, mà tôi vẫn duy trì giống như là những gì ông đã làm. Thấy không? Lâu lâu tôi vẫn lại đưa tăng lại, nó mở một phần khác và giúp cái ngôi chùa đó cho tới khi gặp một người chân chánh, và không bao giờ được bán, không bao giờ được cầm, và sẽ đi đúng cái con đường mà hiện giờ chùa Bồ Đề đang làm, không có những cái chuyện đạo tạo đời. Vậy thôi à, giờ nhận rồi nha. Ông mở ra đi, tiễn lên đây Pháp Như. Tôi mở cái giới đàm này là giới đàm bảo vệ chánh pháp, còn mong hơn nữa đó, Sa Di Bồ Tát bảo vệ chánh pháp chùa Bồ Đề. Không bị ma tăng và các cư sĩ lợi dụng để mà bán. Ngôi chùa đó bảo vệ để không rơi vào tay quốc dân, sư Diệt Cộng và cái bọn mượn đạo tạo đời. Tôi không cần giấy tờ gì hết. Chúng ta có một cái lực lượng vô hình. Kêu cút lên làm gì? Còn bên là Sa Di Bồ Tát Hồng Quốc. Còn ông pháp danh có ông ngoài đời là pháp danh ông là gì vậy? Tệ niệm. Tệ niệm. Tệ niệm tức là cái niệm trí huệ. Thưa quý vị, thưa bạch, thưa phụ, kính thưa quý vị, thì đạo hữu Hồng Quốc đây là bạn đời của tôi, chúng tôi, nhưng mà từ 3-4 năm nay thì hoàn toàn là bạn đời. Hồi trước là bạn đời khác, bây giờ bạn đời khác, đâu cũng đã tôi. Mà hôm nay bây giờ là bạn đạo. Bạn đạo. Yeah. Tí nữa thì là bà cô Nguyên Quốc sẽ là sư tỷ, không phải là sếp của tôi, là sư tỷ đại thoại giới sau, ông thượng giới sau. Nếu trường hợp tôi gặp
Và thế ở trong chùa hay sống trong chùa thì chùa Bồ Đề có một cái ban quản trị rất là chặt chẽ, có khoảng mười mấy người là những người, ví dụ như hội trưởng, hội phó, thủ quỹ, kế toán, giám sát, hai thủ quỹ để mà kiểm soát mỗi lần thủ rồi chùa Phước Xưa, mở chùa Sùng Phước Dương, và mỗi lần ký trách để chi là phải hai người ký tên, rồi tất cả những chuyện báo cáo rất là chi tiết, và hàng ba có mỗi ba tháng lại có một vị giám sát. Thì Nguyên Quốc đây là kế toán chứ không phải thủ quỹ. Thủ quỹ là người khác chi tiền, là chi tiền thì ông hội trưởng với thủ quỹ ký tên hai đồng chữ ký là kế toán thôi, để có kế toán sổ sách. Thành ra một ngày chúng tôi giới thiệu với Hồng Quốc là phụ tá trong cái vấn đề mà ban quản trị của chùa Bồ Đề. Sở dĩ là sao lại gọi ban quản trị, hồi trước gọi là ban hộ trì Tam Bảo thì rất đúng theo Phật pháp, nhưng mà từ ngày bị họ Thường Kinh Lạc nghĩa là muốn đoạt cái chùa, chứ quý vị 3 năm mới lấy lại ngôi chùa, kiện ra tòa khoảng 1 năm. Sau khi thua kiện, thầy nói là tôi tất cả các sáng kiến của quý vị thì là bèo bọt phù du, tôi sẽ kiện kháng cáo lên tòa cao hơn. Rồi nhưng về cuối cùng đó, khi không thể nào kháng cáo được, tại vì bà lại nương và một vị cựu hội trưởng, sau khi phụ giúp với chùa với Hòa Thượng Kính Lạc mất khoảng 300.000 tiền giáo sư, chùa chúng con mất khoảng 100.000, nhưng mà may là có quỹ của chùa, thành ra lấy lại cái chùa. Nhưng một năm sau khi mà lấy được ngôi chùa, thầy nhất định không ký tên hoàn lại, mặc dù có giấy tờ để hoàn lại cái sở hữu về cho cái cộng đồng của Việt Nam Philadelphia. Không có cái quyền sở hữu đó, chúng con không mua được bảo hiểm trong vòng 3 năm trời. Ví dụ nếu có chuyện gì xảy ra, nếu mà con lúc đó con là hội trưởng phải mua bảo hiểm thì người ta mới bán. Còn bây giờ thuộc thầy Cánh Lạc không mua được, rất lo lắng. Và đặc biệt điều nữa là sau khi cái chùa của con là chùa 5163 là chùa Phố Vui Lợi, nhưng khi mà sang tên cho thầy Cánh Lạc thì nó không còn được hệ thống, không được miễn thuế nữa. Trong khoảng 4 năm tốn khoảng 48.000 tiền thuế, City Hall nó đòi không được, nó mới đưa ra luật sư. Luật sư này cũng của nhà nước, cũng như là của tôi sẽ phát mãi chùa anh, lấy lại 48.000 thuế, còn bao nhiêu chúng các anh chia, chắc các anh làm sao thì tôi không biết, nhưng bắt buộc phải trả thuế. Thì quý vị lúc đó thì nó bảo là chúng con hỏi là phát mãi thế nào, thì đem ra đấu giá ví dụ bắt đầu là 100.000, người đã trả 150, 200, 300, 400, 500, người đã cao nhất thì bán. Nhưng mà quý vị không hiểu là bà Hồng Hà là bà mua chùa với lại Hòa Thượng Kính Lạc có âm mưu không. Nếu mà họ bằng lòng họ mua lại cái chùa thì qua cái hình thức đó lại cũng bắt luôn cái chùa. Tại vì bà Hồng Hà là một người đầu tư về nhà cửa thì lại cũng có khá tiền. Thầy Chánh Lạc nữa, thầy Chánh Lạc rất kinh nghiệm trong cái việc thiết cướp các chùa ở Hoa Kỳ. Ví dụ như chùa Denver, chùa Như Lai, một chùa nữa ở Colorado, ở đâu đó, không phải ở Colorado đâu, rồi chùa này. Thành ra thầy đã từng ra vào tòa án đi chơi, và thầy lại có trí thức, thầy lại có là người nhà tu nữa, thành ra người ta bênh cái thầy rất mạnh. Nhưng mà thành ra đó là cái điều mà mang họa cho chùa Bồ Đề. Đã mất chùa rồi không sao, đến cuối cùng đó thì luật sư nó bảo tôi bây giờ nếu không sao thì họ phải nhờ cái ông commissioner của địa ốc là cái người quan trọng địa ốc ký tên City Hall giao lại chùa cho vua. Thầy Chánh Lạc hoàn toàn biến mất, thư gửi tới thư ký mà thầy cũng hỏi đấy, đòi tiền chưa chứ, thì bảo tôi chỉ có mấy trăm bạc tháng từ tiền đâu tôi trả. Thành ra gây tai họa rất lớn cho chùa Bồ Đề, thưa quý vị. Rồi cảm ơn bác. Thì cái điều kiện mà khi nào chúng ta phải đứng lên bảo vệ ngôi chùa này khi một ngày bác Trần Quán Niệm đã đi vào sân lầu điện tử. Thứ nhất là những người còn trẻ như Triển,
hay là những người Phật tử của chùa Bồ Đề Diên Tri, hoặc là rất nhiều người đệ tử của thầy trên vùng đó mà lên tiếng cầu phúc. Và tôi không ở đó, tôi không biết đó là cái chùa này có người sắp bán, nhờ sư phụ giúp tay thì lúc đó tôi mới ra tài. Còn nếu mà những cái ban đó họ vẫn tiếp tục làm đúng như con đường là không có lấy chùa bán, không có lấy tiền để mở dây nợ thì tôi không đụng tới đâu, đúng không quý vị? Khi nào có tiếng kêu cứu. Nhưng mà giờ chúng ta có một cái quan niệm như vậy thì họ có khởi lòng tham, họ biết cũng là mệt. Tại vì á, họ biết tôi có thể huy động 1 triệu đô la trong vòng 10 ngày, đúng không quý vị? Đúng. Cho nên em đi có tiền là có sức mạnh. Thành ra họ hiểu rằng không thể là họ đấu với một cái tập thể như vậy. Mà nếu tôi không có cuốn băng này, tôi lấy cái gì tôi xen vào cái chuyện đó? Vì đây ông này vẫn là hội trưởng, vẫn còn áp tiệp. Nhưng mà nếu mà ngày mai đó ông không làm này, ngày mai về ông đi theo Phật là thua. Nhưng mà bây giờ vẫn ngày giờ đây muốn đưa băng được xưng, nó có hết có mặt đây nè. Những người làm chứng này ra tòa nè, kéo một cái đoàn đó ra tòa, bồi thẩm đoàn sẽ cho ai đúng. Bây giờ cái tuổi mà nó nổi lòng tham bắt đầu nó cũng ớn rồi, hiểu chưa? Rồi ông được bảo vệ bởi một cái chánh pháp, mà ngoài sau lưng tôi còn có hộ pháp Thiên Long Bát Bộ nữa. Lên đó chúng tôi làm gì? Do ra tòa chúng tôi trì chú Phật đánh tông thánh này. Xin ông tòa cho chúng tôi nửa tiếng trì chú Phật đánh bảy biết. Xong xôi là ông nói còn gì nữa không? Trì lưu quốc đánh 21 biết nữa là còn gì nữa không? Chứng đề. Xong rồi ông nói thôi về quá rồi cho bài thầy. Rồi bữa nay đó quý vị, đây là một cái phim giống như là certified chứng minh ông Trần Quán Niệm còn đầy đủ sức khỏe tỉnh táo. Duy y tôi cầu pháp, pháp danh của ổng là bây giờ là Thích Tuệ Niệm, một sa di Bồ Tát, có nghĩa là sa di nhưng mà vì cái hạnh nguyện Bồ Tát, bây giờ tôi bắt ông vô chùa thì ai bảo vệ đây, cho nên ông vẫn ở tại chùa. Còn coi như là cô thích nữ gì đây, Hồng Di, Hồng Quốc, là coi như cô vẫn sát cánh bên tay của người chồng, cũng là người bạn đạo, cũng là một cái phụ tá đắc lực. Ngày nào chồng cô nằm xuống, cô vẫn tiếp tục con đường đó, và có sự ủng hộ của Triển và một số Phật tử chân chánh. Và với cái lời nói của tôi, cái uy tín của tôi, thì nếu mà muốn bảo vệ một ngôi chùa, cái đầu tiên sẽ kiện tụng đó thì phải có tiền. Nhưng mà một tay làm chẳng nên non, mà khi mấy ngàn tay thì chắc chắn không sợ tai nào hết, phải không quý vị? Không sợ tai nào hết. Đó là cái lực bảo vệ tốt nhất cho chùa Bồ Đề. Lời nói của tôi nói là thứ nhất, có phải ông nhờ quỷ thác mới bật vô nè? Ông nhờ tôi quỷ thác để rồi đi vào sinh là bình tử. Ông muốn ngôi chùa này không ai được bán thế chấp, mà ngôi chùa này để dành cho Phật tử Philadelphia làm nơi để mà đến học đạo, tu đạo, có nơi để tổ chức những nghi lễ Phật giáo đúng theo tinh thần của ngôi chùa, và không có ai được quyền lấy làm tài sản riêng tư. Và bữa nay ông vẫn còn đầy đủ sáng suốt khi uy tôi nằm trong dòng pháp tôi, thì tôi có nhiệm vụ bảo vệ. Và tôi hứa đây là một cái lời nói pháp lý, một cái băng dĩa pháp lý để bảo vệ cho chùa Bồ Đề. Khi ông hội trưởng là Trần Quán Niệm, bây giờ là Thích Tuệ Niệm, vẫn còn đầy đủ minh mẫn lý trí, ông xác nhận có phải ý ông đến đây, ông chấp nhận những sự bảo vệ. Điều đó hoàn toàn đúng. Chúng con là những Phật tử của chùa Bồ Đề và chúng con là hội trưởng, thì chúng con hôm nay đến đây để cầu xin sư phụ hướng dẫn, che chở, và sư phụ đã hứa khả, chúng con rất là hoan hỉ, và đặc biệt là có sự hiện diện của các chư tăng ni, 250 Phật tử các tiểu bang và 350 Phật tử local là 300, cộng với có một số Phật tử Úc Châu và một số Phật tử Âu Châu. Thì đứng trước máy truyền hình, chúng tôi xác nhận lời cầu cứu đến hệ thống tầm nguyên của sư phụ Thích Thông Lai là điều đúng đắn, và chúng tôi hoàn toàn không bị những áp lực hoặc là
vì sức khỏe và áp lực tất cả các nơi ép buộc chúng tôi phải nói điều này. Nói điều này là cái tâm nguyện của chúng tôi với cái thành tâm bảo vệ chánh pháp của chùa Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tôi bảo vệ ngôi chùa này, tôi có điều kiện. Thứ nhất, không bảo lãnh sư quốc danh Make the Maya in Việt Nam, đúng không? Không bảo lãnh sư quốc danh nói theo cái tên mà Phúc Lú đó, Maya in Việt Nam, hiểu chưa? Tức là làm tại Việt Nam, đúng không quý vị? Tôi không cần biết, nhưng mà cái người đó đưa giấy tờ từ Việt Nam qua không công nhận. À, đó. Cái thứ hai, những vị sư đó không được mượn ngôi chùa này để tổ chức ca sĩ, làm những chuyện gây quỹ để được tu mang tiếng ủng hộ người đó. Và cái đường lối phải chủ trương giống như Trần Quán Niệm bây giờ. Thứ ba là ngôi chùa đó phải tiếp tục nghi lễ. Mỗi một pháp hội đều có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Và phải có cái đường lối của người Việt chân chánh chống cộng, chứ không phải là coi như là thỏa hiệp với Cộng sản, đúng không? Dạ thưa đúng. Thì thưa chùa của chúng con từ 30 năm nay, từ ngày đầu tiên đã có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cờ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn ở chánh điện, cũng như hội trường, cũng như ngoài cổng. Và chưa bao giờ, mới đầu thì có các sư quốc doanh lên la tới và chùa của các đại hữu chiếu vắng tiếng Trung Hóa một bóng áo vàng để mà duy trì cái chùa, thì cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đến đây để giúp quý vị. Chúng tôi sẽ đến đây trong vòng 3 tháng chẳng hạn, tụng niệm một ngày 3 buổi, và sau đó thì chúng ta sẽ bàn tiếp cái việc mà chúng tôi có chủ trì hay không. Rất nhiều sư, nhưng mà chưa bao giờ chúng con mời một sư quốc doanh nào tới cả. Những người khác ở trong thành phố họ bảo, trời ơi, có mấy ông sư trẻ thích ông danh giả ở Việt Nam, trong nước quốc danh giỏi quá, thì diễn thuyết hay quá, mà sao thế ông Hồng Trường không chịu mời chùa Bồ Đề cho mọi người được nghe. Thì chúng con nói, nếu mà quý vị thích nghe, quý vị sang những chùa khác gọi là mời, còn chùa Bồ Đề không bao giờ có một vị nào là tên tới. Lâu dần họ thấy cờ Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn bay phất phới, họ cũng chán, họ không đến nữa. Rồi, cái điều kiện tôi nói tiếp á, là cái ông thầy nào về đó mà mặc dù á, là tuyển đồ ok hết rồi đó, không phải là sư từ Việt Nam qua, nhưng mà cái ông thầy đó, đó khi mà làm lễ chào cờ, ông phải đứng bên cạnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông phải lên án hồ tặc. Thì tôi mới đồng ý. Tôi tha cho có chuyện là lấy kéo một cái hình hồ tặc đạp lên, nhưng mà tôi bắt phải lên án hồ tặc. Tôi là thích gì đó, tuyên bố không nhận hồ tặc là một cái người coi như lãnh đạo của dân tộc Việt Nam, mà tên đó là một tên coi như là tào cộng. Và cái ông thầy đó là phải chào cờ Việt Nam Cộng Hòa nghiêm trang, không có trốn vô nổi. Và một điều kiện nữa là ông thầy đó phải tụng lăng nghiêm giỏi hơn những người của đệ tử của tôi nữa, giỏi hơn chủ, giỏi hơn tì, giỏi hơn ba đứa chùa trước đó thì mới xứng đáng làm trụ trì. Vô là đấu một cái, đấu tụng, tụng mà thầy được nổi không thì mới được làm. Tôi rất là dễ. Dễ không? Dễ. Là vô đó là hành triển, nó đánh mỏ tới đâu là phải chạy tới đó. Mà bị hai cái là thôi mời thầy ra. Như vậy là tôi hoàn toàn không đứng tên, không có gì trong đó, nhưng mà tôi bảo vệ chánh pháp. Thứ nhất, không bảo lãnh sư quốc danh. Thứ hai, lúc nào lá cờ vàng cũng được tuyên dương tại đó. Thứ ba, trong các buổi lễ đều phải có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Thứ tư, ông thầy đã phải đứng sát lá cờ. Và thứ năm là phải lên án cái hành động của Việt Cộng. Và cái đầu tiên nữa, thứ cuối là phải lên án hồ tặc nữa. Và cái cuối cùng về đạo là phải tung lăng nghiêm diễn như muốn thầy của cái đám này thì phải giỏi hơn nó cả. Rất là dễ. Rồi bây giờ còn thêm nữa đó, Phật Đảnh Tôn Thắng nè, Tỳ Lương Quán Đảnh nè, Phật Mẫu Chứng Đề nè, rồi còn mất tới nữa là phải biết Phô Hoa nữa. Rất là dễ dàng. Dễ không? Rồi điều kiện tôi rất là dễ. Dạ vâng, thì thưa kính bạch sư phụ, kính thưa mọi người, thì thưa sư phụ nói mỗi lần đã pháp hội là phải có chào cờ. Thật ra chúng con chào cờ trong các đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản, Tết đều có chào cờ.
điều đó đã có ghi trong hình ảnh và Ti đã chuyển lên trên Facebook của chùa Tổng Nghiên, và chưa bao giờ chùa Bồ Đề tổ chức một buổi ca sĩ lấy tiền, không bao giờ có chuyện đó. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa là tất cả những dịch vụ của chùa Bồ Đề, chúng tôi không nói dịch vụ, đây là dịch vụ tâm linh, ví dụ như gửi cho cốt hoặc là lấy nhập từ hoặc là cơm chay thân mật đều hoàn toàn miễn phí, tùy hảo tâm, tùy lòng cúng dường của Phật tử. Chưa bao giờ có chuyện và Tỳ chúng mình chưa bao giờ đòi hỏi một đồng bạc của một tam quyến nào cả. Thưa sư, cho tràng pháo tài. Tôi tuyên bố về pháp lý, tôi đã nhận Sa Di Bồ Tát Trần Quán Niệm là bây giờ là Thích Tuệ Niệm, là đệ tử của tôi. Đệ tử có nghĩa là nhận sự giáo dục của tôi và nhận sự bảo vệ của tôi. Nhận sự bảo vệ của tôi. Nếu sau này những vị sư mà đến làm trụ trì tuân thủ những cái điều đây thì vị đó tôi sẵn sàng ủng hộ. Nhưng mà nếu vị sư đó không tuân thủ những điều kiện của tôi rất là dễ dàng. Thứ nhất là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng tung bay ở trong chùa. Thứ hai, phải chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Thứ ba là ghi ơn những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia đã hy sinh. Thứ tư, không muốn đạo tạo đời. Thứ năm là phải không có tổ chức những cái xô ca sĩ để mà làm mất sự trang nghiêm của chùa. Kế đó là phải tụng lăng nghiêm, phải hơn những hành đệ tử của tôi ở tại chùa Bồ Đề. Rồi kế đó là từ từ là tôi cũng bắt phải tụng Phật đảnh tôn thắng rồi này kia nữa. Bắt những cái đó thì mới làm. Là từ từ đó mình cũng thông cảm chỉ cho lăng nghiêm thôi, rồi từ từ Tiễn nó dạy cho Phật đảnh tôn thắng. Tiễn Ti nó dạy cho, Ti nó training cho. Thì ông thầy nó nghe điều kiện này là ớn da gà rồi. Rồi bây giờ đó là tôi tuyên bố đó là không có cần ghi lễ nhiều, sẽ làm một cái giấy, phải không? Cái giấy ở trong đó là tôi ký, tôi xác nhận là cái giấy điệp này có hình Tiễn ghi những cái hàng chữ kể từ ngày phút này là đây thuộc đệ tử của Thích Thông Lai thuộc hệ thống chùa Tổng Nguyên. Chúng tôi không có đứng gì trong đó tham lam hay kiểm soát tiền bạc tài chánh, nhưng bảo vệ chánh pháp, bảo vệ tinh thần cho con ngôi chùa này đúng là ngôi chùa chánh pháp của Phật và không rơi vào tay quốc dân tà sư ngoại đạo. Thì nói nguồn nhưng cũng con thêm một chi tiết nữa là hàng năm có Ti và triển chứng mà làm chứng, chúng con đều tổ chức ngày 30 tháng 4, ngày giỗ Tết, ngày Trần Hoàng Sa và kể cả Lý Tống cũng được vinh danh. Và bây giờ trên cái hậu tổ linh đường của chùa Đề có hình ảnh của ông Người Văn Thà, của mấy vị chiến sĩ, các tướng tôn tiết cũng như tất cả một số vị nữa đã tự thiêu hủy đạo pháp, đặc biệt kể cả như là thân mẫu của bà Đặng Tả Kim Liên, Tả Phong Trần tự thiêu hủy, nó áp bức con cái của bà quá, không cô lập quá, chúng tôi cũng thờ tại chùa. Thành ra đây là cái đền tử sĩ, cũng loại một đền tử sĩ trong cái đàn nhà có đó, chứ không phải là chỉ có dỗ Tết và ngày Tết đi chào cờ. Tất cả những sinh hoạt đó đều được Phật tử ủng hộ. Sau khi có lập cái bàn thờ, tổ tập bàn thờ, rồi tụng niệm, rồi đi vòng quanh chánh điện để kinh hành và dâng hoa lên bàn thờ của các tướng lãnh, của Lý Tống, của Nguyễn Văn Thà, và chứ không phải là chỉ mình có tổ chức mà thôi. Tất cả đạo hữu chùa này đều là những đạo hữu trong cộng, thưa quý vị. Rồi, cảm ơn bác. Đúng là con đây hôm nay là với sự hứa cả của sư phụ, chúng con phải đảnh lễ sư phụ. Nhưng mà sư phụ đảnh lễ Phật đi, chúng con đảnh lễ Phật. Tại vì tôi là người đi trước, trưởng tử, tôi bảo vệ người đi sau. Nhưng mà rõ ràng tôi không có cái vụ lợi gì trong này hết. Tôi chỉ bảo vệ tinh thần. Cho nên những cái bọn mà nó có manh tâm muốn chiếm chùa Bồ Đề, khi nó nghe cái văn này là nó cũng suy nghĩ lại. Đấu với Thông Lai là đấu với một lực lượng
chừng chắn. Đó là bảo vệ chánh pháp đó quý vị. Hàng trăm cái lý tờ không bằng cái lời nói của tôi, mà tôi cần cái lực lượng này. Tụi con nhớ ủng hộ thầy nha. Nếu mà cái ngày nào đó mà người ta cầu cứu, thì nó cầu cứu đó, chúng ta sẽ làm việc cho nó là. Cái đầu tiên là chúng tôi sẽ có cái quỹ pháp lý ngay. Muốn nói chuyện với luật sư là phải có quỹ pháp lý. Mà nó biết rằng là bây giờ nó đang tính toán có những tụi mà nó âm mưu đó, nó sẽ ớn rồi, nuốt không trôi đâu. Sư phụ rõ ràng không có đứa gì của nó, nhưng mà bảo vệ với ngôi chùa để cho những người Phật tử có nơi tu hành chân chánh. Mà tôi là lãnh cái này, tôi có trách nhiệm rồi đó, cực rồi đó, là mỗi năm tôi phải về đó mà. Đúng không quý vị? Mỗi năm là phải về đó rồi, chứ không có bao giờ phải sướng đâu. Hồi xưa không nhận thì muốn về, về không về cũng được. Bây giờ Bồ Tát Sa Di nó con đảnh lễ sư phụ, về ban cho một thời pháp nhũ là thấy xong rồi. Là thêm cái khổ, nhưng mà cái khổ gì chúng sanh không có gì. Rồi xuống được rồi. Mà lối tôi qua đường có thỉnh sư bảo mẹ. Kính bạch sư phụ và kính thưa đại chúng, thì chùa Bồ Đề của chúng con có duyên với hệ thống tầm nguyên với sư phụ. Năm 2013 sư phụ đã tổ chức một pháp hội tại chùa Bồ Đề. Năm 2017 tổ chức pháp hội Vu Lan, và năm 2019 pháp hội để vinh danh truy niệm các anh hùng tử sĩ Việt Mỹ tại Philadelphia. Thưa quý vị, tại sao như vậy? Chúng con là người đã xây dựng ra cái kỳ đài tại Hôm Đeo với hai cây cột cờ 30 feet, cao 30 feet và một bia đá tưởng niệm. Và đích thân sư phụ đã trong buổi lễ đó tuyên đọc tất cả các vị quốc phong thân đằng sau cái tấm bia đá. Tại vì chúng con đã có duyên với sư phụ từ năm 2013. Xin tạ ơn sư phụ. Đây là kỷ niệm để thập chu niệm cái tình nhân duyên đạo và đời với chùa Bồ Đề Philadelphia 2013, bây giờ 2023, 10 năm đó quý vị. Rồi, bữa nay đó, mấy giờ rồi? Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị, quý vị sẽ coi. Dưới cái lòng của chúng tôi yêu nước, dưới cái lòng bảo vệ một ngôi tâm bảo không rơi vào tay sư quốc danh, dành cho cái chùa của Việt Nam Cộng Hòa, là chúng ta thấy đủ công đức rồi. Nếu cái lời nói này là được tâm bảo chứng minh, tụi con lên đó tụi con xin niệm 108 hồng danh Đức Dược Sư, 108 hồng danh Đức A Di Đà Phật, 108 hồng danh Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, và tụi con sàng sáng lợi liền để chứng minh lời này đã được tam bảo chứng giám, được không? Rồi chúng ta lên đó làm, rồi sau đó chúng ta ăn chịu.